Hôm nay thì thị trường chứng khoán đã tiếp tục có phiên điều chỉnh thứ hai liên tiếp và áp lực bán mạnh chỉ xảy ra trong phiên giao dịch buổi chiều. Cụ thể là sau khi mở cửa phiên đầu tuần trong sắc xanh và duy trì trạng thái tăng điểm ở cả phiên sáng, thì bắt đầu từ khoảng 2 giờ chiều trở đi, thị trường đã bất ngờ lao dốc mạnh. Áp lực bán tháo xảy ra khi hôm nay Ngân hàng Nhà nước đã chính thức phát hành 15.000 tỷ tín phiếu với lãi suất là 1,4%, kỳ hạn 28 ngày để hút tiền về. Kết quả cuối cùng là VN Index đã lao dốc mạnh về mức 1.235,49 điểm để mất 11,86 điểm và đây cũng là mốc gần như là thấp nhất của phiên ngày hôm nay. VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm 15,08 điểm về mức 1.235,12 điểm. Hóa chất chính là ngành hiếm hoi tăng điểm trong phiên ngày hôm nay và chủ yếu đến từ sự đóng góp của các cổ phiếu cao su tự nhiên, đồng thời là bất động sản khu công nghiệp. Ngoài ra thì còn có một số cổ phiếu phân bón. Ở chiều ngược lại thì bảo hiểm, dầu khí và ngân hàng lại là những nhóm ngành tiêu cực nhất. Về phân tích kỹ thuật thì với sự lao dốc của phiên ngày hôm nay, VN Index đã chạm đường MA20 tương đương với vùng 1.234 điểm. Sau khi để thủng đường MA10 của phiên thứ 6 thì hiện tại MA20 là ngưỡng hỗ trợ gần nhất của thị trường và nếu như để thủng tiếp ngưỡng này thì vùng hỗ trợ tiếp theo sẽ là 1.200 điểm. Tuy nhiên thì trong hai phiên vừa qua, VN Index đã giảm gần 3% nên nếu có thêm một phiên giảm sâu thì có thể là lệnh bán call margin sẽ được kích hoạt và thị trường có thể sẽ giảm về vùng dưới 1.200 điểm. Về tình cổ phiếu ngày hôm nay, thì như đã thông tin ở trên, hóa chất chính là nhóm ngành hiếm hoi tăng điểm trong phiên và đáng chú ý nhất là các cổ phiếu BFC tiến 6,1%, DRI 4,7%, PHR 4,6%, CSV 3,7%, HVT 3,4%. Còn các mã như là DPR, DPM, GVR thì đều tăng từ 1,3 đến 1,9%. Liên quan đến GVR thì mới đây doanh nghiệp này cũng vừa công bố kế hoạch năm 2024 với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 25.000 tỷ đồng, tức là tăng nhẹ khoảng 1% so với thực hiện của năm 2023. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu thì đạt 4.101 tỷ đồng, tương đương với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 2% lên 3.437 tỷ đồng. Cũng trong phiên ngày hôm nay thì GVR cũng là cổ phiếu tăng điểm ảnh hưởng nhiều nhất đến VN Index. Xếp thứ hai trong top ảnh hưởng đến VN Index sau GVR chính là FRT khi mà cổ phiếu này đã tăng 5,8%. Trong phiên thì đã có lúc FPT Retail đã đạt giá trần. Tuy nhiên thì với sự suy yếu của thị trường chung thì FRT cũng không giữ được mức giá trần đến khi đóng cửa. Mới đây thì bà Nguyễn Bạch Điệp, chính là chủ tịch hội đồng quản trị của FPT Retail thì đã có chia sẻ rằng Long Châu hiện tại đã mở rộng lên gần 1.500 cửa hàng và đứng đầu chuỗi bán lẻ dược phẩm xét về quy mô, tức là lớn hơn hẳn quy mô của Pharma City là 932 cửa hàng và chuỗi An Khang là 527 cửa hàng. Bên cạnh đó thì P&G cũng là một trong những cổ phiếu đáng chú ý khi tăng 2,6% khi thị trường đóng cửa. Nhóm cổ phiếu Viettel cũng dậy sóng khi đón nhận sóng chuyển sàn, cụ thể là CTR đã tăng kịch trần, trong khi đó thì Viettel Post tiến 4,5%, VGI 5,5% và VTK tăng 8,1%. Theo sau CTR đã chính thức chuyển sàn HOSE vào ngày 23 tháng 2, thì vào ngày mai 12 tháng 3 sẽ đến lượt Viettel Post chính thức chuyển sang giao dịch trên sàn HOSE. Bên cạnh đó thì một thông tin tích cực đến với nhóm Viettel nữa, đó là vào ngày 8 tháng 3, vượt qua VNPT và Mobile Phone thì tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel đã chính thức đấu thầu thành công băng tần để triển khai 5G trong vòng 15 năm tới. Nhóm ngành chăn nuôi thì cũng thu hút dòng tiền khi mà BAP tiến 2,6%, DBC 4,08% và MML là 3,2%. Một cổ phiếu hiếm hoi của ngành dệt may đã tăng 5,9% trong phiên ngày hôm nay đó là Sợi Thế Kỷ. Chỉ trong hai phiên gần nhất đi ngược thị trường thì STK đã tăng khoảng 11%. Ở chiều ngược lại thì hầu hết các cổ phiếu đều bị áp lực điều chỉnh mạnh mẽ sau một thời gian VN Index tăng nóng. Ở phiên ngày hôm nay thì Vietcombank, GAS và VPBank lần lượt là ba cổ phiếu giảm điểm đã ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index. Cụ thể là Vietcombank giảm 1,05%, GAS 2,1%, VPBank 2,4%. Tại buổi họp báo ngày 8 tháng 3 thì lãnh đạo của GAS cho biết rằng trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2030 thì PVGAS đặt mục tiêu tăng trưởng khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải là khoảng 10% một năm, đảm bảo duy trì 70% thị phần kinh doanh LPG trong nước. Ngoài Vietcombank và VPBank thì một số cổ phiếu ngân hàng cũng trên đà điều chỉnh như là LPBank mất 3,2%, ngân hàng quân đội MBBank mất 2,75%, SHB lùi 2,6% và NAB là 2,4%. Bên cạnh đó thì các cổ phiếu bảo hiểm cũng là nhóm khá tiêu cực bất chấp kết quả kinh doanh chung của ngành đã có sự tích cực trở lại trong 2 tháng đầu năm nay. Cụ thể là doanh thu phí bảo hiểm của 2 tháng ước đạt là 33.900 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ của năm trước.
Trái ngược với thông tin đó thì giảm sâu nhất ngành bảo hiểm chính là PRE mất 8,6%, BVH 2,5%, PTI 1,9%, MIG 1,1% và BMI mất 1,07%. Nhóm dầu khí giảm điểm sau khi giá dầu thế giới chững lại, bất chấp việc nhóm OPEC cộng đã gia hạn cắt giảm nguồn cung. Các cổ phiếu dầu khí như là PVC, PVD, PVS và PLX thì đều giảm từ 2,3 đến 2,7%. Cuối cùng, một số cổ phiếu giảm điểm mà quý vị nên chú ý còn có POM mất 6,1%, PAN lùi 4,4%, Thế giới di động 2,8% và PSI là 5,2%. Về tình hình khối ngoại thì các nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua dòng nhẹ 68 tỷ trong phiên ngày hôm nay và chủ yếu thì họ mua dòng ở các mã như là FRT 97 tỷ, EIB 65 tỷ, FTS 62 tỷ. PVS chính là cổ phiếu bị bán dòng mạnh nhất với giá trị 98 tỷ đồng. Tương tự như thị trường cơ sở thì phái sinh đã giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 1.250 đến 1.252 điểm trong phiên sáng và đột ngột đã giảm sâu kể từ 1 giờ 40 của phiên chiều. Kết thúc phiên ngày hôm nay thì hợp đồng F1 đã lùi về mức thấp nhất phiên là 1.231 điểm, tương ứng với mức giảm là 22,8 điểm. Tiếp theo đến với chứng khoán thế giới, thì phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6 ở mức thấp hơn sau khi Bộ Lao động công bố dữ liệu việc làm đã củng cố thêm niềm tin rằng Fed có thể sẽ bắt đầu thực hiện chính sách nới lỏng vào giữa năm nay. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng việc làm của Mỹ đã tăng nhanh trong tháng 2, ngay cả khi tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt và mức tăng lương ở mức vừa phải. Chỉ số Nasdaq đã để mất 1,16%, dẫn đầu mức giảm của phố Wall. Theo sau đó là S&P 500 và Dow Jones cũng lần lượt để mất 0,65% và 0,18%. Trong số các cổ phiếu đáng chú ý thì Nvidia đã giảm hơn 5% trong phiên thứ 6, đánh dấu phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ cuối tháng 5 năm ngoái. Chứng khoán châu Á thì có diễn biến trái chiều trong phiên ngày hôm nay, khi Trung Quốc là thị trường hiếm hoi tăng điểm với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,4%, Shanghai tăng 0,7%, còn lại thì các thị trường chủ chốt khác thì lại đều giảm điểm. Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ, thì trưa nay ngày 11 tháng 3, giá vàng 24K đã tăng mạnh và tiến sát mốc 71 triệu đồng một lượng lên mức cao nhất trong lịch sử. Còn trên thị trường tiền điện tử thì Bitcoin đã vượt qua mốc 71.000 đô la Mỹ vào chiều ngày hôm nay. Về tỷ giá thì sáng nay giá đô la Mỹ trên thị trường tự do được mua vào là 25.500 đồng và bán ra với mức 25.700 đồng, tức là tăng 30 đồng ở chiều mua và tăng 200 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần qua. Trong khi đó thì giá USD tại các ngân hàng thương mại đã đồng loạt đi xuống. Cụ thể là Vietcombank mua vào với giá 24.440 đồng, bán ra 24.810 đồng, tức là giảm 30 đồng so với cuối tuần qua. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!